Minh Phát xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa hôm nay thứ 6, ngày 14 tháng 5 năm 2021. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, giá vàng hôm nay thứ 6, ngày 14 tháng 5 năm 2021. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng SJC đảo chiều tăng từ 50 cho đến 100 nghìn đồng lượng ở cả hai chiều mua bán. Ngay tại thời điểm trưa nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết mua vào ở mức 55 triệu 800 nghìn đồng lượng và bán ra 56 triệu 150 nghìn đồng lượng. Cả chiều mua và chiều bán đều điều chỉnh tăng 80 nghìn đồng lượng. Tại Hà Nội, giao dịch vàng SJC ở quanh mức 55 triệu 800 nghìn đồng lượng ở chiều mua, còn ở chiều bán là 56 triệu 170 nghìn đồng lượng. Với mức tăng tương tự 80 nghìn đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Tập đoàn vàng bạc đá quý PNG tại hai miền Bắc Nam niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua 55 triệu 750 nghìn đồng lượng, còn ở chiều bán 56 triệu 100 nghìn đồng lượng. Cả chiều mua và chiều bán đều điều chỉnh tăng 50 nghìn đồng lượng. Trong khi đó, giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại cũng điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán là 100 nghìn đồng lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 51 triệu 850 nghìn đồng lượng, còn là chiều bán 52 triệu 450 nghìn đồng lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay ở quanh mức 1.820 đô la Mỹ một ounce. Vào đêm qua, đã có lúc giá vàng sụt giảm về mức 1.808 đô la Mỹ, thế nhưng đã đảo chiều ngay nhờ được mua mạnh. Giá vàng thế giới hiện nay đang cao hơn khoảng 19%, tương đương với 298 đô la Mỹ một ounce so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức giá khoảng 51 triệu 500 nghìn đồng lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng trong nước khoảng 4 triệu 600 nghìn đồng lượng. Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm do đồng đô la Mỹ đi lên sau khi Mỹ đã công bố lạm phát tăng kỷ lục và thị trường lao động tích cực. Theo Bộ Lao động Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần đã giảm xuống chỉ còn 473.000 đơn, thấp hơn so với mức 507.000 trường hợp trong tuần trước và cao hơn so với dự báo là 487.000 đơn. Thông tin này ngay lập tức tác động tiêu cực lên vàng. Trong phiên liền trước, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này trong tháng 4 năm 2021 đã tăng lên 4,2% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là mức tăng theo năm lớn nhất kể từ năm 2008 trong bối cảnh nền kinh tế của Mỹ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Đồng đô la Mỹ đã tăng trở lại khá nhanh do nền kinh tế của Mỹ phục hồi mạnh và giới đầu tư tin rằng vàng giảm cho dù chứng khoán của Mỹ và châu Á đồng loạt giảm điểm. Giới đầu tư tin rằng Fed sẽ buộc phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến để tránh đà tăng giá cả vượt quá tầm kiểm soát. Vàng đã giảm bất chấp chứng khoán của Mỹ và châu Á giảm điểm mạnh. Về dự báo giá vàng, mặc dù vàng giảm giá, nhiều dự báo cho rằng đà suy giảm chỉ là tạm thời bởi lạm phát của Mỹ đã có dấu hiệu gia tăng, trong khi Fed cũng không dễ quyết định tăng lãi suất cơ bản trong ngắn hạn bởi vẫn phải duy trì đà phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đang đặt nền kinh tế toàn cầu trước những rủi ro lớn và là nhân tố tiềm ẩn hỗ trợ kim loại quý có thể sẽ tăng mạnh trở lại trong thời gian tới. Lạm phát tăng cao hơn so với dự báo đặt ra thách thức cho Tổng thống Mỹ ông Joe Biden trong việc triển khai các gói chi tiêu nhằm hồi sinh nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hồi tháng 3 năm 2021, gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ của Tổng thống Mỹ ông Joe Biden được thông qua. Trong tháng 4 vừa qua, ông Biden cũng đã công bố hai kế hoạch trị giá khoảng 4.000 tỷ đô la chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động Mỹ. Các bạn thân mến, ngay tại thời điểm trưa nay, vàng thế giới hiện đang ở quanh mức 1.822 đô la Mỹ. Trong phiên hôm nay, vàng thế giới đã giảm khoảng 4 đô la Mỹ với tỷ lệ 0,24%. Mức giao dịch thấp nhất trong buổi sáng hôm nay 1.819 đô la Mỹ và cao nhất là 1.827 đô la Mỹ một ounce. Chỉ số đô la Mỹ hiện đang đứng tại mức 90,712 điểm, trong phiên đã giảm 0,01%. Giá dầu thô thế giới hiện đang đứng tại ngưỡng 63,640 đô la Mỹ một thùng,
trong phiên đã giảm 0,2%. Tiếp theo, mời các bạn đến cùng Minh Phát cập nhật giá vàng và giá ngoại tệ trong nước tại phiên buổi trưa ngày hôm nay nhé. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.150.000 đồng một lượng, tăng 80.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.170.000 đồng một lượng, cũng tăng 80.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 350.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.880.000 đồng một lượng, bán ra 56.110.000 đồng một lượng, tăng 130.000 đồng một lượng chiều mua và 60.000 đồng một lượng chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.150.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và 50.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji khoảng 350.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.750.000 đồng một lượng, bán ra 56.100.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 55.750.000 đồng một lượng, bán ra 56.100.000 đồng một lượng, cũng tăng 50.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 55.830.000 đồng một lượng, bán ra 56.130.000 đồng một lượng, tăng 60.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng Exim Bank, mua vào 55.870.000 đồng một lượng, bán ra 56.070.000 đồng một lượng, tăng 120.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng ACB, mua vào 55.850.000 đồng một lượng, bán ra 56.050.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng SCB, mua vào 55.550.000 đồng một lượng, bán ra 55.950.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại ngân hàng TP Bank Gold, mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.150.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng lượng ở chiều mua và 50.000 đồng lượng ở chiều bán. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán là 80.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng, mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.170.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang, mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.170.000 đồng một lượng. Tại Cà Mau, mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.170.000 đồng một lượng. Tại Bình Phước, mua vào 55.780.000 đồng một lượng, bán ra 56.170.000 đồng một lượng. Tại Huế, mua vào 55.770.000 đồng một lượng, bán ra 56.180.000 đồng một lượng. Tại Biên Hòa, mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.150.000 đồng một lượng. Tại miền Tây, mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.150.000 đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi, mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.150.000 đồng một lượng. Tại Long Xuyên, mua vào 55.820.000 đồng một lượng, bán ra 56.200.000 đồng một lượng. Giá vàng bốn số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn bốn số 9 nhận từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 51.850.000 đồng một lượng, bán ra 52.450.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang bốn số 9, mua vào 51.450.000 đồng một lượng, bán ra 52.150.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 24K, mua vào 50.634.000 đồng một lượng, bán ra 51.634.000 đồng một lượng, tăng 99.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K, mua vào 37.266.000 đồng lượng, bán ra 39.266.000 đồng lượng, tăng 75.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 14K, mua vào 28.556.000 đồng lượng, bán ra 30.556.000 đồng lượng, tăng 58.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K, mua vào 19.899.000 đồng lượng, bán ra 21.899.000 đồng một lượng, tăng 42.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Phần cuối bản tin, mời các bạn cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ
mua vào 22.920 đồng, tăng 10 đồng, bán ra 23.150 đồng, tăng 10 đồng. Riêng tại thị trường tự do, đồng đô la Mỹ mua vào 23.230 đồng, bán ra 23.280 đồng. Đồng đô la Úc mua vào 17.340 đồng, giảm 38 đồng, bán ra 18.065 đồng, giảm 40 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 18.472 đồng, giảm 73 đồng, bán ra 19.243 đồng, giảm 76 đồng. Đồng yên Nhật mua vào 204 đồng, bán ra 215 đồng, giá cũng không thay đổi so với phiên trước đó. Đồng euro mua vào 26.987 đồng, giảm 51 đồng, bán ra 28.397 đồng, giảm 54 đồng. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào 24.799 đồng, tăng 41 đồng, bán ra 25.834 đồng, tăng 43 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 31.544 đồng, giảm 34 đồng, bán ra 32.862 đồng, giảm 35 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.501 đồng, giảm 1 đồng, bán ra 3.648 đồng, giảm 1 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.840 đồng, giảm 29 đồng, bán ra 17.543 đồng, giảm 30 đồng. Các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay. Minh Phát một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn buổi chiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like và bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.